Sang vui mừng vì gặp được Cường ngày hôm nay. Qua cái cuộc nói chuyện thì Sang thấy Cường là một người sống rất là tình cảm và có một cái cô vợ rất là xinh đẹp. Nói là vợ thôi nhưng mà chưa có đám cưới các bạn ạ. Nhưng mà như vậy thì Sang thấy cũng Cường cũng có hạnh phúc, và hơn nữa là cậu ấy còn có được một sự nghiệp ổn định. Hiện tại bây giờ chỉ còn có là chờ để về thăm mẹ thôi. Hy vọng mọi điều của cậu ấy mong muốn thì sẽ thành hiện thực. Cô vợ rất là yêu thương em Cường. Cô ấy có viết cho Sang rằng là em Cường lúc nào cũng có một cái, giống như có một cái khoảng trống mà có thiếu thiếu một cái thứ gì đó. Trong đầu của em Cường còn nhớ nhớ một cái gì, hình như còn anh chị em gì đó mà vẫn còn chưa được lắp đầy cái khoảng trống đó đó các bạn. Mọi người có tin vào một chữ duyên hay không? Ông nói là em có thể nói lại với mẹ của ông rằng là ông không biết rằng cái gia đình mà ông làm con nuôi đầu tiên đó đã gửi thư gì cho mẹ ông. Là trước đó là ông không hoàn toàn không biết gì về thông tin gì về mẹ ông hết đó. Không có một thông tin gì hết. Cho nên là ông không cũng không biết chuyện gì hết. Thằng nào cũng không biết là có người tìm ông. Không biết là mẹ ông có tìm ông. Thì ở đây rõ ràng là may mắn thì ông rớt vào một cái trang mạng như vậy thôi. Chứ còn trước đó ông không, hoàn toàn không biết gì hết. Không biết là thông tin về mẹ ông, cũng chẳng biết có người tìm ông hay như thế nào. Ok. Thì cái gia đình nhận nuôi đó đó là nói với gia đình của bé Cường ở bên Việt Nam á, nói là Cường sống rất là tốt, thì chờ gửi những hình ảnh đó sống tốt rồi có cho đi họ đi học, rồi nói chung là gửi thư là ok để cho bên Việt Nam an tâm. Sau đó rồi mất luôn thông tin, sau đó mất hết luôn, không có liên lạc được luôn, nói là như vậy. Donc votre première famille chez qui vous avez été adopté avait envoyé donc courrier à votre maman pour dire que vous étiez voilà sage, voilà vous vivez bien et que par la suite il n'y a plus aucune nouvelle de cette famille. Oui. Et est-ce que ma maman biologique a reçu les lettres personnellement à son adresse ou alors elle les a eues via une association ou les sœurs, enfin de l'ordre des sœurs. Ông hỏi rằng là mẹ ruột của ông đó là có phải là nhận được thư trực tiếp với cái gia đình mà nuôi ông đầu tiên không, hay là qua trung gian của hội sơ bên Việt Nam. Họ nhận trực tiếp qua cái trung gian của cái chỗ mà hội của mấy bà sơ đó. Như vậy có nghĩa là không phải trực tiếp mà qua trung gian. À, qua trung gian. Vậy có nghĩa là mẹ ruột của tôi không có thông không tin có gì về tôi, không có địa chỉ gì của không tôi có, không có gì hết. Non. Không có địa chỉ, không có gì hết. Du tout. Ai trong chúng ta cũng có ký ức của tuổi thơ, không vui thì buồn đúng không nè. Nhưng mà nếu mà được vui cùng với gia đình, ký ức tuổi thơ cùng với gia đình mình thì còn gì bằng. Trong đầu của em Cường lúc nào cũng hiện lên cái hình ảnh mà tuổi thơ của em ấy, nhưng mà không có được nhớ rõ hoàn toàn. Em Cường chỉ có những cái tấm hình chụp ở chỗ bà sơ và những cái tấm hình khi mà đã qua Bỉ rồi, còn về gia đình thì hoàn toàn không có tấm nào. Em hiểu rồi. Mẹ nói là Cường là con thứ năm. Votre maman a dit que vous étiez le cinquième enfant dans la fratrie. Oui, ça. D'après mes souvenirs, oui, j'avais une petite sœur aussi et mes frères, ben, je m'en souviens que très vaguement. Có nhớ, mais, có nhớ chút xíu nữa. Có nhớ chút xíu có chị, có em gì đó. Cường có nhớ một chút xíu là có anh em gì đó. Vậy. Tức là hồi nãy là ông cũng có nói là đối với ông về thì thông tin về bên mẹ ông hay là bên cái chỗ hồ sơ này kia là ông cũng hoàn toàn không có hết. Không có hoàn toàn bất cứ một thông tin hết, cho nên là về vấn đề tìm kiếm này cũng hoàn toàn mù luôn. Vậy thì bây giờ em sẽ bây giờ vậy thì chào Cường ở đây đi hả? Nói vậy đó, sau đó rồi em sẽ lấy một cuộc hẹn, xin một cuộc hẹn đến ngày nào đó sắp xếp được cho hai người nói chuyện với nhau. Hẹn cái hôm chủ nhật đi. Hẹn hôm chủ nhật thì sẽ nói chuyện bằng một cái telephone với một cái bằng số khác. Nói chuyện trực tiếp luôn để em sẽ thông dịch lại cho hai người nói chuyện nhau qua telephone này. Chủ nhật này hả? Được không? Chủ nhật này. Chủ nhật là vào khoảng mấy giờ?
Buổi sáng đi. Buổi sáng mấy giờ Không thì nó tiện? biết. Không À, biết. 9 giờ sáng là nó tiện không? Vậy là đã nhất trí với nhau rằng đó là chủ nhật này Vâng. sẽ cho mẹ và em Cường gặp nhau, Oui, và trong ce đó dimanche, thì nhờ chồng mình thêm on dịch peut être lại. intermédiaire. On pourrait Oui, être pourquoi intermédiaire. pas, par via la vidéo, je suppose. Oui, par appel vidéo. Mais je traduis. Bah Oui. oui, ce À, ở sera bên très Việt intéressant. Nam, nhưng mà nếu vậy thì phải dậy sớm đấy nha. Il faut se lever tôt parce que le fuseau horaire du Vietnam n'est pas allez, c'est pas le même fuseau horaire. 8 giờ Oui, à sáng ở 6 đây có heures, được không? 8 giờ sáng. 8 heures du matin en Belgique. Ah, À 8 heures du matin dimanche, oui, y a pas de souci. Et il faut que je télécharge une application ou sur WhatsApp on peut faire ça, enfin. Thì sẽ gọi qua cho em bằng WhatsApp, thì em sẽ gọi cho người mẹ En bằng fait, il y a bằng plusieurs possibilités. Có thể làm được nhiều kiểu lắm. Có thể gọi qua, có thể nhiều nhiều cái. Có thể là ba người vô một chung một nhóm cũng được. nhưng mà người ta không có WhatsApp. Ở trên ta có cái Bên gì? Việt Nam có Facebook thôi. Facebook cũng hình như cũng có tạo nhóm được ấy. C'est Facebook. C'est Facebook. Facebook. Oui. Je pense que au niveau Facebook, il y a aussi moyen de d'ouvrir un groupe Ça va? d'appel. Ah oui. Ah oui, bah oui, Je sais d'accord. pas, je m'y connais pas Facebook, mais je pense que sur Facebook, il y a possibilité d'ouvrir un groupe d'appel. D'accord. Bah oui, donc je vous ajouterai sur mon compte Facebook et comme j'ai déjà ma mère, on pourra faire un groupe alors. Ouais, Ah ouais. ông nói là ông có thể ép em vô cái trang Ok. Facebook của ông để tạo nhóm, mà trong Facebook thì có thể nói chuyện qua Facebook ba người. Oui. Nói chung là ba À, bạn. 8 h le matin, le ce dimanche. Dimanche 8 h du matin, oui, y a pas de Oui. problème. Ça va? Ça va. Oui, ok. Bonne soirée, hein. Merci, Un je vous grand remercie, merci, un hein. grand merci. Voilà. Merci à vous. Oui, Et pour la merci à traduction toi. et voilà, bah, Et à dimanche. et à dimanche alors. Ok, à dimanche. Merci, Merci, bonne au soirée encore, au revoir. revoir. Au revoir. Đang rất bất ngờ cái là ở đây á, là em Cường em cũng kể những cái thông tin nó gần giống như những gì mà Sang nói vậy, và giống gần giống như những gì mà cô Hà Thị Mạch có nói vậy. Và hơn nữa em Cường còn nói rằng á, là em có trong đầu em còn một cái trí nhớ là có anh chị em gì đó đó đó, cũng còn nhớ thong thoáng, tại vì Sang nghĩ lúc đó em đi thì cũng là 6 7 tuổi thì cũng lúc đó còn nhớ rất một chút á. Và mới đầu Sang hỏi á, là tên Việt Nam của em Cường á, là tên gì, thì em nói rành rọt luôn là Trần Văn Cường. Mà nói rất là nói ngọng chứ không phải nói rành rọt nha mọi người. Sang mừng lắm. Thôi Sang có nói với Cường rằng á, là chủ nhật này thì nói chuyện với cô với Sang luôn. À, phải cái có như người thông dịch nữa thì có chồng Sang thông dịch luôn. À, hy vọng là ba ba hai mẹ con gặp nhau thì cho họ vui ha mọi người ha. Video của Sang tới đây là hết rồi. Sang hẹn gặp mọi người ở video sau tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn mọi người luôn xem và theo dõi Sang Thị Nở Cuộc Sống Mỹ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.